Xin chào anh chị và các bạn. Với khát vọng nâng cao nhận thức và năng lực tài chính của người Việt Nam, AssetFin xây dựng kênh YouTube Tự do Tài chính là nơi để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra từ câu chuyện của các khách hàng tại AssetFin và những câu chuyện thực tế mà chúng tôi sưu tầm. Chuỗi nội dung mà chúng tôi chia sẻ sẽ xoay quanh 5 vấn đề trong quản lý tài chính cá nhân, kèm theo đó là thông điệp chúng tôi muốn truyền tải trong mỗi lĩnh vực, đó là kiếm tiền hạnh phúc, tiết kiệm kỷ luật, chi tiêu thông thái, bảo vệ thông minh và đầu tư hiệu quả. Dành cho những vị phụ huynh muốn dạy con về quản lý tài chính, chúng tôi có dành tặng ebook Cùng con tự do tài chính miễn phí dưới phần mô tả. Còn sau đây, mời anh chị và các bạn, chúng ta cùng đi vào nội dung của bài ngày hôm nay. Tôi năm nay 30 tuổi, đi làm được gần 6 năm. 3 năm đầu lương chưa tới chục triệu. 3 năm gần đây, thu nhập gần gấp 3, cuối năm có thưởng có lúc tới 200 triệu. Vậy mà rồi tổng kết không dư dả được đồng nào cả. Bao nhiêu thì đổ hết vào nhậu nhẹt, du lịch, mua đồ điện tử và đi nhảy sàn. Một phần tiền thu được, tôi lại đem đi kinh doanh chung với bạn. Chưa ra lãi nên hơi khó tính. Tôi cũng thấy không ổn nhưng chẳng biết làm sao. Chẳng lẽ lại ghi lại từng khoản nhỏ giống như phụ nữ. Đó là lời tâm sự của một nam thanh niên sống độc thân. Có một đặc điểm chung của rất nhiều bạn nam chưa có gia đình và có thu nhập tốt, thường là họ có khả năng chi trả cho các thú vui giao lưu bạn bè và các thú vui giải trí khác. Đặc biệt, họ thường có sở thích mua sắm những trang thiết bị công nghệ tân tiến. Để cuối cùng nhìn lại, họ thường giật mình nhận ra là kiếm nhiều nhưng chẳng còn lại bao nhiêu. Chắc hẳn là vì nguyên nhân này mà các bậc phụ huynh có con trai mong muốn con sớm có vợ để vun vén kinh tế và sớm ổn định tài chính gia đình. Tinh thần làm hết sức, chơi hết mình hay tuổi trẻ chỉ một lần trong đời hay YOLO đã ảnh hưởng tới tư duy và hành vi tiền bạc của người trẻ. Trong lời tâm sự của nam thanh niên phía trên, có hai vấn đề trong quản lý tài chính mà anh ấy cần nhận thức được để khắc phục. Thứ nhất, đó là thiếu kế hoạch tài chính tổng thể. Thứ hai, đó là chưa biết cách quản lý chi tiêu hợp lý. Đầu tiên về kế hoạch tài chính, nói đến đây nhiều người vốn quen với sự tự do trong chi tiêu sẽ cảm thấy chùn bước. Thế nhưng tôi muốn bạn suy nghĩ về câu chuyện này. Hãy tưởng tượng bạn sống tại Bắc Băng Dương lạnh lẽo và nghèo nàn lương thực. Bạn muốn đặt mục tiêu đến một hòn đảo ở Thái Bình Dương để tận hưởng khí hậu ấm áp và nguồn thức ăn chủ phú hơn. Nếu bạn nhủ neo con thuyền từ Bắc Băng Dương với một tinh thần cứ đi rồi sẽ tới, không có một lộ trình cụ thể nào, thì mặt tích cực là bạn có thể tận hưởng sự tự do trên hành trình, biết được vẻ đẹp của Đại Tây Dương hay Ấn Độ Dương. Thế nhưng, cái giá bạn phải trả là bạn sẽ mất nhiều thời gian, sức lực và chi phí như là thức ăn, thuốc men, quần áo hơn so với chuyến đi có lộ trình để có con đường ngắn nhất từ Bắc Băng Dương đến Thái Bình Dương. Đó chính là nguồn lực mà bạn phải bỏ ra để đạt được mục tiêu. Thật lý tưởng nếu nguồn lực của mỗi người là vô hạn, thời gian một ngày dài hơn, sức khỏe có thể dẻo dai mãi và tiền bạc luôn rủng rỉnh để đáp ứng các thú vui. Thế nhưng, chúng ta đều hiểu điều đó là không thể. Chưa tính đến những rủi ro gặp trên đường như là mưa bão, hết lương thực hay là ốm đau. Nói đến đây, hẳn là bạn cũng liên hệ được vấn đề mà tôi muốn nói tới. Cùng là một đích đến, thế nhưng hành trình khác nhau sẽ dẫn đến những kết quả khác nhau. Không có kết luận lựa chọn đúng sai. Tuy nhiên, cơ chế của con người là luôn muốn hành động có lợi nhất cho mình và nhu cầu an toàn đảm bảo cần được thỏa mãn đầu tiên. Trong vấn đề tài chính cũng vậy. Lập kế hoạch tài chính sẽ giúp mỗi cá nhân có khả năng đạt được điều này. Kế hoạch tài chính không đơn thuần là 1 năm, 5 năm hay 20 năm nữa bạn muốn có gì, mà bạn còn cần biết tận dụng nguồn lực ra sao cho hiệu quả, tối ưu nguồn vốn, dự trù được các tình huống tương lai và phòng vệ cho các rủi ro. Bạn có thể tự tạo cho mình một kế hoạch tài chính. Tuy nhiên, để có một kế hoạch tài chính toàn diện, bạn nên có sự tư vấn từ nhà hoạch định tài chính cá nhân. Thứ hai là cách quản lý chi tiêu. Bạn nam trong câu chuyện phía trên gặp phải một chướng ngại tâm lý, đó là nếu ghi chép những khoản chi tiêu thì giống như phụ nữ, bị xem là tính toán. Hẳn là nhiều nam giới cũng có suy nghĩ giống như bạn nam này. Nhiều người đàn ông trong gia đình phó mặc hoàn toàn việc quản lý chi tiêu cho vợ.
Việc này đôi khi sẽ gây những mâu thuẫn khi có những khúc mắc trong vấn đề tài chính gia đình. Vậy nên theo tôi, dù là giới tính nào, chúng ta cũng đều cần sử dụng tới tiền bạc và quản lý chúng. Vậy tại sao lại phân biệt giới tính trong việc quản lý tiền bạc? Có phương pháp quản lý chi tiêu dành cho nam giới và phù hợp với những bạn nữ không thích việc theo dõi và ghi chép quá tỉ mỉ. Đó là hãy phân chia thu nhập theo nguyên tắc 3 chữ T. Đó là thiết yếu, tiết kiệm và tận hưởng. Bạn có thể chia các quỹ và các tài khoản ngân hàng tách biệt để dễ quản lý hơn. Ví dụ khoản chi tiêu cho nhu cầu tận hưởng thường là các khoản chi bạn khó kiểm soát, khó nhớ nhất. Nhưng từ nay, bạn có kế hoạch mỗi tháng trích 10 triệu đồng vào quỹ này phục vụ cho các sở thích, nhu cầu giải trí. Trong tháng, nếu đã tiêu hết 10 triệu đồng thì bạn không được tiêu thêm cho nhu cầu này nữa. Phân chia thu nhập theo các quỹ giúp mỗi người vạch ra ranh giới cho nhu cầu thuộc mỗi loại chi tiêu, tránh chi tiêu tùy hứng, mất kiểm soát. Quan trọng nhất là bạn đã có một quỹ dành cho khoản tiết kiệm và đầu tư, sẽ không có hiện trạng làm nhiều nhưng nhìn lại chẳng còn bao nhiêu. Người trẻ ngày nay không nên chỉ làm được, chơi được mà còn cần quản lý tài chính được. Cảm ơn anh chị và các bạn đã đi cùng AZFIN đến những phút cuối cùng của bài chia sẻ ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có video mới vào mỗi tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Hy vọng với những kiến thức thực tế này sẽ giúp anh chị và các bạn, đặc biệt là những anh chị đã có con, rút ra những bài học hữu ích cho bản thân, người thân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ trong tương lai. Qua đó giúp tài chính mỗi gia đình trở nên thịnh vượng, Việt Nam của chúng ta trở nên hùng cường.